quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Sự tàn phá của cơn bão Milton ở bang Florida đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, hàng triệu người phải chịu cảnh mất điện, gây ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại một số khu vực. Theo CBS News, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương thông báo rằng bão Milton đã dần di chuyển ra xa Florida với sức gió 144 km/h, nhưng tình trạng lũ lụt và lở đất vẫn đang gây ra nguy hiểm trong khu vực. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang FEMA tiếp tục yêu cầu người dân Florida ở yên tại chỗ cho tới khi bão tan hẳn, nhấn mạnh rằng các tình huống đe dọa tính mạng vẫn không thay đổi. Báo cáo của Sở Thực thi Pháp luật bang Florida cho biết đã có ít nhất 16 người thiệt mạng liên quan đến bão Milton ở 8 hạt. Trong khi đó, hơn 3,2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp phải tiếp tục chịu cảnh mất điện sau cơn bão. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết, chúng ta đã tránh được kịch bản xấu nhất, nhưng lũ lụt vẫn là một mối lo ngại. Bão Milton đã gây ra khoảng 19 cơn lốc xoáy, gây ra thiệt hại lớn ở nhiều hạt và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang liên lạc chặt chẽ với các quan chức địa phương để hỗ trợ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong vòng 48 giờ tiếp theo, sẽ có khoảng 7 tàu chở nhiên liệu đến Nam Florida để đáp ứng nhu cầu xăng dầu tại đây. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế Mỹ, thiệt hại do bão Milton gây ra có thể lên đến 50 tỷ đô la. Bão Milton là cơn bão thứ 3 quét qua bang Florida trong năm nay, gây ra thiệt hại lớn về người và của ở khu vực này. Siêu bão Milton, cơn bão mạnh nhất ở vịnh Mexico trong gần 20 năm qua, đã đổ bộ vào bang Florida của nước Mỹ vào tối ngày 9 tháng 10. Giới chức hạt San Lucie ở bang Florida của Mỹ đã nhận được một số báo cáo thương vong về người và tài sản sau khi bão Milton đổ bộ vào khu vực phía tây bang Florida. Cảnh sát trưởng hạt San Lucie Keith Pearson nói với kênh WPTV, tôi xác nhận có nhiều người đã thiệt mạng trong cộng đồng dân cư Spanish Lake Country Club nằm ở hạt San Lucie. Chúng tôi đã điều động người tới để kiểm tra từng căn nhà để có thể giúp đỡ những người bị ảnh hưởng do thiên tai. Đồng thời, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Theo ông Pearson, do ảnh hưởng của siêu bão Milton, nên có khoảng từ 6 đến 12 cơn lốc đang hoành hành ở hạt này và ước tính hơn 100 căn nhà đã bị hư hại do thiên tai. Ông Pearson nói thêm, hàng chục cơ quan chức năng đã điều động nhân lực tới hạt San Lucie. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chúng tôi muốn tiếp cận những người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và đưa họ rời khỏi đó an toàn. Trong khi đó, ở khu vực Tampa thuộc bang Florida, các phóng viên CNN tác nghiệp tại đây mô tả gió bão thổi rất dữ dội. Phóng viên Boris Sanchez của hãng CNN nói, gió bão thổi mạnh tới mức đẩy xe cộ xoay vòng tròn, tôi nghe thấy tiếng cây cối kêu cót két xung quanh và chứng kiến các tia sáng màu xanh lam và xanh lục trên khắp bầu trời. Đó là dấu hiệu cho thấy các máy biến áp đã bị nổ. Theo số liệu cập nhật từ CNN, sức gió của siêu bão Milton được ghi nhận tại sân bay quốc tế Sarasota-Bradenton và kênh Egmont ở ngoài khơi thành phố Tampa, lần lượt đạt 169 km/h và 157 km/h. Theo cập nhật mới nhất của CBS News, đến sáng ngày 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, cơn bão Milton đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Ngoài ra, gần 1.000 người được giải cứu. Bà Susan Stepp, một cư dân 70 tuổi tại thành phố ở bờ biển phía đông Florida, nơi 4 người cao tuổi đã thiệt mạng sau cơn lốc xoáy đi qua cho biết. Thật đáng sợ, họ đã tìm thấy một số người thiệt mạng ngay bên ngoài, trên một cái cây. Chồng bà Steph, ông Bean cho biết thêm, một cơn lốc xoáy đã cuốn phăng chiếc nhà di động được làm bằng xe tải nặng 22 tấn của tôi và ném nó ra ngoài sân. Vừa đáng sợ, vừa đau lòng khi chứng kiến nhiều thiệt hại và mọi thứ bạn thực sự yêu quý đều biến mất, nhưng đó chỉ là những đồ vật và may mắn chúng tôi vẫn còn ở đây. Đến sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, khi sức gió giảm xuống còn 150 km/h, siêu bão Milton đã hạ xuống cấp 1 nhưng vẫn còn nguy hiểm. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cảnh báo, mưa rất to và những cơn gió tàn phá vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi tại khu vực trung tâm Florida, tình trạng khẩn cấp về lũ quét vẫn có hiệu lực. Ít nhất 2,8 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp đã mất điện tại bang Florida vào cuối ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, và con số này đã vượt qua 3 triệu vào sáng ngày 10 tháng 10. Các sân bay ở Tampa và Sarasota đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, theo thông tin trên trang BowerOutstate.us. Tại các thành phố trên khắp bờ biển phía tây bang Florida, gió vẫn quần thảo dữ dội và mưa như chút nước. Đường đi của siêu bão Milton ảnh hưởng tới khu vực bờ biển phía tây Florida, nơi có các thành phố Tampa, San Petersburg, Sarasota và Fort Myers. Tampa, khu vực đô thị với khoảng 3,1 triệu người sinh sống,
đã không bị một cơn bão lớn tấn công trực tiếp trong hơn 100 năm qua. Nhưng tuần này, Tampa nằm trên đường đi trực tiếp của siêu bão Milton. Khu vực đô thị Tampa ghi nhận lượng mưa từ 3 đến 5 inch, khoảng từ 76 đến 127mm mỗi giờ sau khi bão đổ bộ. Đài CNN tường thuật, khu vực thành phố St. Petersburg đã chứng kiến lượng mưa ngàn năm có một. Thành phố này ghi nhận lượng mưa hơn 16 inch, khoảng 406mm chỉ trong 3 giờ, tương đương lượng mưa trung bình của hơn 3 tháng gộp lại. Tại khu vực vịnh Tampa, siêu bão Milton đã phá hỏng mái của sân vận động Tropicana Field, vốn được trưng dụng để làm nơi cho lực lượng ứng cứu bão, không có ai bị thương trong vụ việc. Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về tình hình hiện nay ở bang Florida cũng như những ảnh hưởng ban đầu do siêu bão Milton gây ra tại bang này. Trước đó, nhà lãnh đạo cảnh báo người dân không nên xem nhẹ cơn bão và nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp an toàn. Tính đến tối ngày 9 tháng 10, các cơ quan chức năng đã ban hành hơn 130 cảnh báo lốc xoáy liên quan đến siêu bão Milton. Đây là cảnh báo lốc xoáy nhiều nhất từng được đưa ra trong một ngày đối với bang Florida, phá vỡ kỷ lục trước đó là 69 cảnh báo được thiết lập vào ngày 10 tháng 9 năm 2017 trong cơn bão Irma. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết có ít nhất 27 cơn lốc xoáy được báo cáo trên toàn tiểu bang Florida. Cảnh sát trưởng quận St. Lucie, Casperson cho biết lốc xoáy đã làm cư dân tử vong, nhưng không thông báo rõ có bao nhiêu người thiệt mạng. Ông Person nói, chúng tôi đã mất một số sinh mạng. Siêu bão Milton dự kiến sẽ tiếp tục mang theo những trận mưa tàn khốc và gió mạnh trên khắp bán đảo Florida trong suốt ngày 10 tháng 10 trước khi rời khỏi tiểu bang này vào cuối ngày để vượt ra Đại Tây Dương. Khi đổ bộ bang Florida, Mỹ, bão Milton đã gây ra một hậu quả mà người ta ít nghĩ tới khi nói đến bão. Nó khiến nhiều ngôi nhà gần như bị vùi trong cát. Đây là điều không dễ khắc phục nhanh chóng. Buổi sáng sau siêu bão Milton, người dân ở những thành phố như Bonita Springs hay Vernal, bang Florida, Mỹ quay về nhà thì thấy nhà mình và xung quanh bị vùi trong cát. Ở nhiều chỗ, lớp cát dày từ 90 đến 120cm. Việc này chính là do siêu bão Milton gây ra và là điều không nhiều người nghĩ tới khi chuẩn bị chống cơn bão này. Theo Fox Weather, bão Milton đã khiến nước dâng cao hơn 1,5m ở một số nơi. Đây là nước mặn tràn từ biển vào, mang theo rất nhiều cát. Cát gần như đầy ắp trong nhiều ngôi nhà, còn trên đường phố thì cát cũng dày vài chục cm. Ngoài ra còn có cả vỏ sinh vật biển. Tình trạng này khiến người dân và các lực lượng hỗ trợ đang hy vọng dọn dẹp nhanh chóng, buộc phải đi bộ chứ không thể đi xe. Phóng viên Brandy Campbell của kênh Fox Weather nói, đây là điều bạn ít khi nghĩ tới. Nếu nói đến bão, bạn nghĩ tới nước ngập, nước và bùn tràn vào, nhưng ít ai nghĩ tới những gì còn lại sau khi nước rút đi. Một nhân viên hỗ trợ dọn dẹp nói, việc dọn cát ở khắp nơi thế này rất nặng nhọc, cần nhiều người, chỉ có cách dùng xẻng xúc lên xe đẩy và đẩy đi. Tuy nhiên, với cơn bão mạnh như siêu bão Milton, người dân ở đây và các lực lượng hỗ trợ cũng nói, việc họ kịp sơ tán là đáng mừng, vì nếu họ ở lại, hậu quả có thể tồi tệ hơn nhiều. Những tác động tức thời quan trọng nhất là tình trạng mất điện ảnh hưởng đến hơn 3 triệu khách hàng sử dụng điện và lũ lụt do lượng mưa quá lớn trút xuống. Thống đốc bang Florida, ông John DeSantis nói, những vùng có lượng mưa lên tới 450mm đã được quan sát thấy ở Pinellas và các quận ven biển Hillsborough. Quận St. Petersburg, nơi có lượng mưa 460mm, đã trải qua đợt mưa lớn chỉ một lần trong 1.000 năm. Lũ lụt đã lan sâu hơn vào đất liền so với bình thường xung quanh vịnh Tampa và những cơn gió dữ dội đã xé toạc mái che của sân vận động Tropicana. Thống đốc bang Florida cho biết, quận Sarasota chứng kiến mực nước dâng cao tới 3 mét do bão. Theo CNN, ít nhất 3 sân bay nằm trên đường đi của bão Milton sẽ vẫn đóng cửa đối với khách hàng trong khi các viên chức xem xét mức độ thiệt hại mà cơn bão có thể gây ra. Sân bay quốc tế Tampa ngày 10 tháng 10 cho biết, các nhân viên đang kiểm tra tình trạng của sân bay và các cơ sở để xác định thời điểm sân bay quốc tế Tampa có thể mở cửa trở lại một cách an toàn. Sân bay quốc tế St. Peter Clearwater thông báo tất cả các chuyến bay đều bị hủy trong ngày 10 tháng 10 và chưa công bố kế hoạch về thời điểm các chuyến bay sẽ được nối lại. Và tại sân bay quốc tế Orlando, các đội cứu hộ vẫn túc trực tại chỗ qua đêm và việc đánh giá thiệt hại sẽ bắt đầu diễn ra ngay lập tức. Sân bay sẽ thông tin thời điểm nối lại các hoạt động thương mại ngay khi có thể. Trong khi đó, cảng Tampa Bay, một tuyến đường huyết mạch quan trọng đối với nguồn cung cấp nhiên liệu của Florida, dường như chịu thiệt hại tối thiểu do siêu bão Milton. Thị trưởng Jane Carter cho biết, sau khi quan sát cảng từ trực thăng, tình hình cảng dường như ổn, vì vậy chúng tôi có thể đưa nhiên liệu vào và ra khỏi đó. Có một trong những thùng chứa nhiên liệu tại cảng bị bung mái, bà Castro cho biết, nhưng không có thiệt hại nào có thể nhìn thấy từ trên không. Thị trưởng Castro bày tỏ sự nhẹ nhõm khi siêu bão Milton đã chuyển hướng về phía nam trước khi đổ bộ, mang theo mưa và gió lớn. Bà nói, nếu Milton đổ bộ vào phía bắc,
chúng tôi sẽ rơi vào tình cảnh khốn cùng. Thưa quý vị, siêu bão Milton đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida đêm 9 tháng 10 khi đang ở cấp 3 trong thang bão 5 cấp của Mỹ. Sau vài tiếng càn quét qua Florida, siêu bão Milton hạ xuống cấp 2 và tiếp tục hạ xuống cấp 1 vào rạng sáng ngày 10 tháng 10 trước khi hướng ra Đại Tây Dương. Nhiều công trình, nhà ở hư hại nghiêm trọng sau khi cơn bão quét qua. Theo tờ The New York Times, gió lớn đã thổi bay mái của sân vận động Tropicana ở thành phố San Petersburg, bang Florida. Đây là cơn bão thứ 5 ở Mỹ và là cơn bão thứ 3 tấn công bang Florida trong năm nay, gây ra hàng loạt thiệt hại ở khu vực này. Trước đó 2 tuần, bão Helena quét qua các bang Đông Nam Mỹ khiến ít nhất 237 người thiệt mạng. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết tình trạng khẩn cấp về lũ quét đang được áp dụng ở khu vực Vịnh Tampa, gồm các thành phố Tampa, San Petersburg và Clearwater. Trong đó, San Petersburg hứng chịu lượng mưa lên tới 422mm vào hôm ngày 9 tháng 10. Tâm bão đổ bộ vào bờ tại Siesta Key, một thị trấn đảo chắn sóng có khoảng 5.400 dân ngoài khơi Sarasota. Cách nơi đây khoảng 100 km về phía nam là khu vực đô thị Vịnh Tampa Bay, nơi sinh sống của hơn 3 triệu người. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alexander Mayorkas hôm 10 tháng 10 cho biết, nhà chức trách ghi nhận ít nhất 10 người đã thiệt mạng do siêu bão Milton tại bang Florida và các trường hợp này dường như đều do lốc xoáy. Ông nói rằng ít nhất 27 cơn lốc xoáy đã xuất hiện ở Florida khi siêu bão Milton đổ bộ. Trước đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ban hành 126 cảnh báo lốc xoáy trên khắp bang Florida trong ngày 9 tháng 10. Chuyên gia về bão Michael Lowry cho biết đây là số lượng cảnh báo lốc xoáy lớn nhất từng ban hành trong một ngày ở bang kể từ năm 1986. Nhiều cây cối và cột điện gãy đổ, xe tải bị lật úp, nhà cửa hư hỏng nặng sau siêu bão Milton. Trong khi đó, hơn 3,2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Florida tiếp tục bị mất điện sau bão. Một số gia đình thậm chí mất điện từ nhiều ngày trước do ảnh hưởng của bão Helena cách đây 2 tuần. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết, lốc xoáy đã gây thiệt hại ở nhiều quận và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, phần lớn là nhà di động. Theo đánh giá của tổ chức Fitch Ratings, thiệt hại do bão Milton gây ra có thể lên tới 50 tỷ đô la Mỹ, không bao gồm những thiệt hại không được bảo hiểm. Theo Fitch Ratings, siêu bão Milton xảy ra ngay sau siêu bão Helena có thể khiến các vấn đề phức tạp hơn. Tuy nhiên, theo thống đốc Ron DeSantis, thiệt hại ở bang Florida thấp hơn những gì giới chức từng lo ngại. Cơn bão không gây ra đợt nước biển dâng thảm khốc như dự báo trước đó, dù các khu vực dọc bờ biển phía nam Vịnh Tampa đang bị ngập lụt diện rộng. Khi đi qua Florida, cơn bão giảm xuống dưới mức bão cấp 1 vào đêm ngày 10 tháng 10 trên đường ra Đại Tây Dương, nhưng vẫn gây ra nguy cơ nước biển dâng do bão ở bờ biển Đại Tây Dương của tiểu bang. Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết, cơn bão tạo ra những con sóng cao gần 8,5 mét. Bang Florida đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với siêu bão Milton và khắc phục thiệt hại sau khi bão đi qua. Theo đó, hàng trăm nhân viên tìm kiếm và cứu hộ cùng với 180 xe lội nước đã được triển khai tại các địa điểm. Hơn 6.000 thành viên vệ binh quốc gia Florida và 3.000 người từ các tiểu bang khác đã sẵn sàng. 50.000 thợ điện cũng đã sẵn sàng làm việc để khôi phục nguồn điện sau cơn bão. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoãn chuyến công du nước ngoài để giám sát tình hình siêu bão Milton. Ông cho rằng Quốc hội Mỹ nên nhóm họp trở lại để giải quyết nhu cầu viện trợ khắc phục hậu quả sau bão. Các nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ trở lại Washington làm việc sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Chỉ trong thời gian ngắn, Mỹ đã hứng chịu những cơn bão mạnh với sức tàn phá khủng khiếp. Phần lớn miền Nam nước Mỹ, trong đó có bang Florida, cách đây vài tuần đã hứng chịu sức mạnh chưa từng thấy của bão Helena, dự tính lên đến hàng tỷ đô la Mỹ.